Kính chào quý độc giả. Ngày hôm nay báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cuộc trò chuyện với một nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp. Cô liên tục ghi dấu ấn với phong độ diễn xuất ấn tượng, khả năng đào sâu tâm lý nhân vật. Từ các bộ phim như Bằng Chứng Vô Hình và mới nhất là Tro Tàn Rực Rỡ, và đó chính là diễn viên Phương Anh Đào. Xin chào quý độc giả của báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và chào Thu Hương. Anh Đào rất là vui khi mà ngày hôm nay mình có thể ngồi ở đây và chia sẻ những câu chuyện về công việc của mình. Dạ, chúc mừng chị vừa có một vai diễn vô cùng đột phá trong Tro Tàn Rực Rỡ. Cảm xúc của chị hiện tại như thế nào sau khi nhận được rất nhiều lời khen của giới chuyên môn và khán giả ạ? Thật sự nói, nếu như mà hoàn thành được một cái phần công việc nào đó và mình nhận được nhiều sự khích lệ và ủng hộ của mọi người thì thực sự là anh Đào cảm thấy rất là cảm kích. Nó giống như là những cái lời động viên làm cho mình thêm niềm tin vào cái công việc của mình, vào cái cách thức của mình khi mình lựa chọn cái công việc đó. Ở nhân vật Nhàn có hai giai đoạn với hai sắc thái hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như ban đầu thì là một cô gái vui tươi, tràn đầy sức sống, nhưng sau khi mất con thì lại trải qua nỗi đau giằng xé nội tâm. Với vai diễn này liệu có phải vừa là thử thách nhưng cũng là cơ hội để chị bứt phá bản thân mình không? Anh Đào rất thích một nhân vật có cái sự trải dài và cái sự chuyển biến về nội tâm. Khi mà anh Đào cầm kịch bản trên tay, anh Đào đọc vào và anh Đào cảm thấy rất là xúc động. Mình có một cái sự gắn kết nữa, bởi vì mình xuất thân là người dân, là người con của miền Tây. Và đặc biệt là cái chất chữ tình ở trong chuyện của chị Tư á, nó làm mình lúc nào cũng cảm thấy là nó rất là giàu hình ảnh, nó cực kỳ sống động và nó đẹp và nó buồn mát mát, rất là dạt dào cảm xúc, và mình thèm khát được thể hiện cái nhân vật đó cũng như là sống cùng cái câu chuyện đó với cái xóm thâm rơm đó. Nó là thử thách thì chắc chắn là đúng rồi, bởi vì hầu như mọi người thấy với những cái vai diễn trước đây của anh Đào thì cái độ tuổi của nhân vật và cả cái biến cố của nhân vật hoặc là cái sự chuyển biến về nội tâm của nhân vật nó không dữ dội như nhân vật Nhàn. Liệu có phải ở những vai diễn trước đó chị thì mình có cá tính khá mạnh và giờ chị muốn chuyển sang một nhân vật nội tâm hơn nên chị quyết định những vai diễn này không ạ? Mình là một diễn viên, lúc nào mình cũng mong muốn được trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Mình sẽ bước ra dần dần ra khỏi những cái vùng mà mình cảm thấy thoải mái và an toàn. Thì lúc đó nó sẽ kích thích cái sự sáng tạo và cái niềm đam mê của một người nghệ sĩ rất là nhiều. Ở giai đoạn nào chị cảm thấy mình bắt đầu chín mùi hơn và muốn thử sức là bước ra vùng an toàn? Bây giờ anh Đào đang ở độ tuổi khoảng tầm 30, mình cũng thấy là những cái kinh nghiệm mình tích lũy được qua những cái dự án khác hoặc là về cái cuộc sống đời thường á, mình cũng gọi là khá trưởng thành chín chắn một chút xíu với cái suy nghĩ của mình so với cô bé mà 25 tuổi, 26 tuổi. So với một độ tuổi 30 thì nó vẫn rất là mới phân nào. Dạ, những sự khó khăn cũng như là những nghịch cảnh mà nhân vật Nhàn trong phim phải chịu đựng thì chị lấy chất liệu cũng như cảm xúc từ đâu để có thể khắc họa trọn vẹn? Có một khoảng một giai đoạn nào cảm thấy mình rất là ấm ức. Mình cứ thấy tại sao nhân vật lại chọn một cái lối hành xử như vậy. Mình có giai đoạn mình nghĩ là nhân vật tại sao phải chịu như vậy, tại sao phải bế tắc như vậy, phải khổ sở như vậy. Mình đặt câu hỏi rất là nhiều. Nhưng mà có lẽ là đó là một trong những cái điều mà anh Đào cảm thấy cũng quá là quen thuộc với những người mẹ, những người chị, đặc biệt là những người chị mà những người phụ nữ miền Tây mà mình đã tiếp xúc rất là nhiều, gắn bó rất là nhiều qua cả năm tháng tuổi thơ của mình. Thì cái sự trách nhiệm, cái tính sắt son, cái sự chung thủy của mọi người và hết lòng vì gia đình, luôn làm sao để vun vén cho tròn bổn phận, chính đó là một trong những cái điều mà anh Đào cảm thấy là những đức tính quá là cao quý. Nhưng mà kèm theo khi mà mình cứ gắn liền mãi với những cái sự trách nhiệm đè nặng lên vai, đôi khi nó làm cho con người ta cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Chắc chắn là mình ở trong một mối quan hệ, và đặc biệt mình là người phụ nữ nữa, khi mà mình đọc những câu chuyện như vậy mình cảm thấy quá là thương cho thân phận người phụ nữ. Mình mong mỏi bản thân mình được hạnh phúc thì mình cũng mong mỏi tất cả những người phụ nữ hay là ai trong một mối hệ gia đình cũng đều được hạnh phúc. Với cái sự mong mỏi, một cái khát khao hạnh phúc, thì có những lúc anh Đào bị mâu thuẫn với nhân vật của anh Đào thể hiện. Có phân đoạn nào làm chị cảm giác như bị ám ảnh nhất? Thì khi biết mà người chồng của mình đang chịu rất là nhiều tổn thương và anh ấy gần như là hoàn toàn sụp đổ bởi cái biến cố của gia đình đó, và anh ấy có một cái vấn đề tâm lý không thể nào giải đáp được nữa, không thể nào
gỡ được thì rất là hay dùng bật lửa để đốt lên trên người và tạo ra những cái vết bỏng. Thực sự khi mà mình thể hiện cái phân đoạn đó, mình vừa muốn làm sao anh ấy đối diện với cái nỗi đau của anh ấy để anh ấy vượt qua. Mình vừa giận mà mình vừa thương, nhưng mà mình lại rất là loay hoay, mình không thể nào có một cái giải pháp nào hay có một cái cách nào để mà mình có thể giúp người chồng mình hay chịu thay người chồng mình cái nỗi đau đó. Thì đó là một những phân đoạn làm cho cả anh Đào và cả anh Ngô Văn Tuấn không thể nào dừng lại cảm xúc khi mà vừa đạo diễn đã hô cắt. Sự cam chịu của nhân vật Nhàn cũng như nhân vật Hậu hay là Loan á chị, thì khiến nhiều khán giả liên tưởng đến thân phận của người phụ nữ Việt. Chị nghĩ điều gì khiến họ có thể vượt qua những cái sự bi kịch, những nỗi thống khổ mà nhất quyết vẫn không có thể bỏ người chồng, người yêu của mình? Thấy có vẻ là tất cả nhân vật đang cam chịu số phận. Với những nhân vật khác thì anh Đà sẽ không bàn quá sâu, nhưng mà với nhân vật nào mà mình thủ vai thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Trong cái giây phút mà anh Đào làm cái nhân vật đó và mình tải cái nhân vật đó, mình thấy nhân vật đó không cam chịu. Mình thấy nhân vật đó giống như là một người mẹ đang dùng một cái tình yêu thương rất là bao la, rất là vị tha, luôn luôn mở rộng vòng tay với nhân vật chồng. Nó giống như một đứa con vậy đó, một đứa con đang chịu nhiều tổn thương và đang ngập ngụa trong đau khổ. Thì nhân vật Nhàn chỉ làm sao, cái động cơ của nhân vật Nhàn đó là làm sao cô đang muốn chuyển hóa cái nỗi đau của anh đó. Nhưng mà rốt cuộc là cái sức của cổ thì không làm được việc đó. Và khi mình làm bằng cả một trái tim thì nó nói là mình được làm cho người mình thương, đúng không? Chứ mình không, rõ ràng là mình không có đau khổ, mình không cam chịu, nhưng mà có bế tắc. Ngoài đời, nếu như mà chị là một nhân vật Nhàn ở trong phim á, trải qua những bi kịch và những nỗi khổ như vậy á chị, thì chị sẽ chọn cách xử lý như thế nào ạ? Mình không trả lời được, mình không biết là mình có thể là mềm yếu hơn hay mình mạnh mẽ hơn, hay mình có một cái phương pháp, cái cách xử lý nào mà những người ngoài cuộc nhìn vào đó là sáng suốt hơn. Nhưng mà chắc chắn là nếu như mà mình đã chọn một ai đồng hành bên cạnh mình thì mình sẽ dùng gần như hết tất cả những cái sự nhẫn nại của mình có, và mình trực tiếp, mình thẳng thắn, mình trao đổi để làm sao mà hai người có thể không ai làm tổn thương ai. Nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ nhẫn nại, nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ có giới hạn. Dạ, trong phim thì Nhàn có một câu nói: bỏ rồi ảnh đốt nhà hàng xóm thì mang tội. Thật ra trong cuộc sống thì em thấy người phụ nữ xưa và nay đều như vậy, vẫn có một chút nỗi lầm nào đó mà không thể dám sống cuộc sống của riêng mình được. Một phần vì trách nhiệm, một phần vì định kiến xã hội, hoặc là cảm giác thương xót. Chị nghĩ sao ạ? Mọi người rất là hay ca ngợi đức tính hy sinh của người phụ nữ. Mà mình thấy vô hình chung nó giống như là một cái vòng trói. Mọi người đã đặt ra quá là nhiều cái trách nhiệm, những cái sự đè nén lên người phụ nữ. Lúc nào mọi người cũng sẽ bảo là có gìn giữ gia đình được hay không á là do người phụ nữ ở gia đình. Anh Đào nghĩ đã là hôn nhân thì nó phải đến từ hai phía, và ai cũng có cái mưu cầu hạnh phúc với nhau hết, ai cũng có mưu cầu trao yêu thương và nhận yêu thương hết. Khi mà mình càng tiếp xúc nhiều hơn á thì mình sẽ nghe nhiều câu chuyện hơn nữa. Mình đi ra khỏi cái nơi mà anh Đào đã sinh sống á, mình thấy rõ ràng mình rất là thương những người chị, những người mẹ, những người bà của mình. Và mọi người luôn vì gia đình, luôn vì những đứa con, luôn vì tương lai hạnh phúc phía trước. Nhưng mà một lúc nào đó anh Đào nghĩ ai cũng rất là mong cầu được ghi nhận, được nhìn nhận, được vỗ về, được yêu thương. Thì anh Đào cũng mong là một nửa còn lại của mình hay một nửa ngoài kia sẽ luôn dành cái sự quan sát thật tâm và rất là tinh tế đối với người phụ nữ gia đình của mình. Là hiện tại thì ở nam và nữ cũng đã có bắt đầu có sự bình đẳng giới nhiều hơn, nhưng vẫn đâu đó vẫn có một số những người phụ nữ cũng phải chịu đựng những sự khó khăn, cũng như là có nhiều còn những định kiến hơi cũ kỹ cổ hủ. Thì với là một người trong nghề thì chị có từng gặp phải những cái định kiến trong giới không ạ? Chắc là cũng không quá nhiều đâu. Thì đối với bản thân của anh Đào trong giới thôi, làm phim thì đương nhiên là nó sẽ không có nhẹ nhàng đơn giản đâu. Thì cái sức của mình đi làm đôi khi nhiều khi nó cũng phải mang cái tính hơi lì đòn chút xíu. Đối với anh Đào, tất cả những cái thứ đó đều làm cho mình nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn về mặt nội tâm. Và cũng chính vì cái sự dám đó của mình hoặc là của những người khác, những người phụ nữ khác, nó sẽ đưa họ đến những cái nơi mà
họ cũng không mong đợi tới được nữa. Có khi nào mà chị cảm thấy mình ấm ức hay bế tắc về một vấn đề gì không? Đã là con người thì chắc chắn là phải có chứ. Nam hay nữ thì cũng vậy thôi, thật sự. Nhưng mà những cái đó nó trôi qua khá là nhanh. Mà chắc là những cái khúc đó nó xảy đến, và những cái cảm giác nó đến với mình nhiều hơn là khi mình còn trẻ. Khi mà mình còn chưa trải sự đời nhiều, mình chưa có va chạm nhiều, chưa có bỏ cái sự bướng bỉnh của mình, cái sự háo thắng của mình cũng chẳng hạn. Tuổi trẻ thì rất là như vậy. Ít nhiều mình đã va chạm với cuộc sống á, mình sẽ cảm thấy là những cái việc đó nó trở nên gần như là quen thuộc, và cái gì cũng sẽ có hướng giải quyết thôi, thì cái mặt cảm xúc của mình nó sẽ bình ổn trở lại. Chị nghĩ người phụ nữ hiện đại ngày nay có nên thẳng thắn với bản thân của mình không? Muốn làm những điều mình làm và có thể rũ bỏ những điều mình muốn rũ bỏ. Anh đang nghĩ là sống là mình phải dám chứ. Những cái thứ mà mình không dám đối diện á, thì nó sẽ luôn luôn nó ám ảnh, hoặc là nó luôn luôn cứ lanh quanh lẩn quẩn trong đầu mình. Thì cuộc sống mình phải, nhiều khi mình cảm thấy nó nặng nề quá thì mình phải giải quyết vấn đề này, mình phải bỏ nó xuống. Nhưng mà cái sự thẳng thắn, cái sự chia sẻ, cái sự đồng cảm, những cái điều mà nào nghĩ là bắt buộc mình nên có trong bất kỳ mối quan hệ nào, và với đặc biệt nhất là với chính bản thân mình. Nội tâm của Tan thông qua sở thích đốt nhà hay của Hậu trong việc kể tỉ mỉ chi tiết từng đám cháy cho chồng mình nghe, mang rất nhiều ẩn ức mà không thể giải bày cùng ai. Đó là những vấn đề về tâm lý mà con người trong xã hội hiện đại rất dễ gặp phải. Khi mà nghiên cứu vai diễn, chị có cảm thấy thế không? Thì cái việc mà mình gặp những mắc phải những cái vấn đề trong cuộc sống mà mình không giải quyết được với nó, và mình luôn bị đè nặng về mặt cảm xúc, thì chuyện đó rất là nhiều. Bản thân mình cũng từng có một cái giai đoạn như vậy nữa. Có thể là mình cũng lấy một phần về cái kinh nghiệm sống của mình, hoặc là bạn nào sẽ quan sát cuộc sống xung quanh. Và đặc biệt nữa, chắc chắn là không thể nào thiếu cái sự hỗ trợ tuyệt đối của một người đạo diễn dày dặn kinh nghiệm và rất là tài năng là bác Bùi Thật Chuyên, để mà giúp anh Đào có thể thấu hiểu được những cái tâm lý của nhân vật khác trong câu chuyện, cũng như là của nhân vật Nhàn. Dạ. Có khi nào trong khoảng thời gian đó chị nghĩ để có thể tiếp xúc và nói chuyện với mọi người mình cũng phải học cách không ạ? Chính xác. Có một khoảng thời gian mình cũng thấy là nếu như mà mình ít chia sẻ với mọi người thì cái sự linh hoạt ở trong cái vốn từ của mình nó sẽ rất là thấp. Và cái cách làm sao để mở đầu một cái câu chuyện của mình nó cũng trở nên rụt rè, lủng củng. Tra Tàn Rực Rỡ được đánh giá cao về mặt chuyên môn, cũng như đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế. Nhưng với doanh thu phòng vé thì lại là một câu chuyện khác. Với tư cách là người trong nghề, chị nghĩ sao về sự mâu thuẫn này? Anh nào thấy đương nhiên nó cũng không quá khó hiểu. Khán giả điện ảnh của mình vẫn còn mới mẻ, khán giả của mình đa phần lại là khán giả lớp khán giả trẻ, nên là mọi người sẽ thường sẽ lựa chọn những cái bộ phim, những cái dự án hoặc là một bài hát, chương trình nào đó nó mang cái tính chất là nó giải trí nhiều hơn. Còn những cái phim độc lập, những cái phim art house á, thì gần như nó sẽ có những cái nhịp phim khá là chậm nè, rồi thể hiện những cái góc nhìn của người đạo diễn, của những người làm cái dự án đó, nó rất là cá tính, nó rất là mạnh, nó riêng biệt, nó gần như là không có phổ rộng với khán giả đại chúng của mình. Thì cái việc mà lớp khán giả trẻ của mình cảm thấy là khó hấp thu với những dự án như vậy, những cái quan điểm như vậy, thì cái việc đó anh Đào nghĩ là nó không khó để hiểu. Nhưng mà đối với bản thân anh Đào á, thì một cái sản phẩm nghệ thuật á, kể cả là giải trí đi chăng nữa, thì nó sẽ có rất là nhiều cái ý nghĩa trong đó. Ngoài cái việc mà giải trí ra thì nghệ thuật nó sẽ còn có định hướng nè, nó sẽ còn có sự chia sẻ đồng cảm trong đó nè, và đôi khi nó còn cả giáo dục đối với anh Đào nữa. Đóng nhiều phim thì đôi khi mình cũng sẽ có những lựa chọn sai á chị. Đồng ý, chắc chắn luôn. Cái kịch bản đó nó chỉ nằm trên giấy thôi, và mình làm việc với lại 50 người, 100 người ở ngoài hiện trường, và phía sau đó về hậu kỳ còn rất là nhiều thứ nữa. Và nếu như mà làm phim đạt độc lập á, ít bị tác động, làm phim thương mại mọi người sẽ dễ bị tác động bởi nhiều hướng hơn. Thì mình không thể nào kiểm soát được hết câu chuyện đó hết. Cái mình tưởng tượng và cái khi mà mình có thể thiện thực hóa là thành sản phẩm á, nó không bao giờ giống nhau được hết. Trải nghiệm nào cũng đáng quý. Có những cái mà anh Đào nghĩ là nó sẽ đem lại cho mình những cái bài học ở trong cái công việc, trên cái hành trình công việc của mình, hoặc là anh Đào nghĩ với tất cả mọi người cũng vậy. Mình đừng bao giờ sợ sai. Tại mình có làm thì đương nhiên có những lúc là nó đúng, có những lúc nó sai. Nhưng mà những lúc sai nó là những lúc mình rút kinh nghiệm,
để làm sao cho cái việc kế tiếp nó trở nên gần đúng hơn. Chứ không ai chắc được là tôi mãi thành công, tôi mãi lựa chọn đúng, rồi tôi mãi xinh đẹp, tôi mãi khỏe mạnh,